Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Quay TV. Thì trên tay mình đây là những cái đơn hàng đã gửi về cho mình ngày hôm nay các bạn nhé. Hôm nay mình nhận được 4 đơn. Thì do cái quá trình vận chuyển nó vướng cái dịch nên là bây giờ hàng mới về kịp. Nên hôm nay làm clip chia sẻ với anh em cách bypass và những cái đơn hàng mình nhận về sẽ đóng gói như thế nào. Nói chung là những cái này nó cũng không có gì mới, thế nhưng mà nhiều anh em có yêu cầu làm thì mình cũng làm thôi. Thì đây là gửi theo những cái diện là những cái đơn hàng này là gửi theo bưu điện các bạn nhé. Còn những cái đơn hàng này gửi Viettel Post và GNT. GNT và những cái đơn này là đơn giao hàng nhanh này, là giao hàng tiết kiệm này. Đấy. Những cái hộp to như thế này chắc là các bạn đóng iPad thôi. Còn những cái hộp bé này là iPhone. Và cái này nãy mình có cắt cái đầu ra rồi. Nãy ngồi con mình nó dối dội nó cắt cái đầu ra thì bây giờ mình sẽ bóc cho các bạn cùng xem nhé. Đây, con máy này bóc ra là nguyên bản có xốp ở trong các bạn này, có xốp ở trong này nhưng mà không cuốn, không buộc, không cuốn băng keo nhé. Cái này các bạn đóng vào thì cuốn băng keo vào cho nó gọn vào cho nó đỡ xô. Đấy. Thì đây là cái máy 6S Plus thì các bạn đã dán tem niêm phong rồi nhé. Đấy. Dán tem niêm phong đây rồi. Các bạn có gửi cho mình thì cũng cố gắng dán cái tem xong ký cái tên như thế này này. Các bạn ký cái tên như thế này cho mình nhé. Để trong quá trình mình bypass ấy, tránh cái trường hợp là mất kiện cáo là mất cam này, hoặc là đổi loa, hoặc là mất đèn flash, hoặc là mất cam trước. Cái này mình nhận vào là mình không tháo ra nhé. Đấy. Và mình sẽ bật cho các bạn cùng xem. Đấy, vẫn lên bình thường nhé. Mình sẽ để cái iPhone 6 Plus ở đây. Và cái đơn hàng này là đơn hàng của bạn Phạm Hồng Đức. Phạm Hồng Đức Văn Trấn Yên Bái các bạn. Đấy. Còn cái đơn này là đơn của bạn Đoàn Tuấn Thôn Kìm. Thôn Kìm là ở Thái Bình mình rồi. Là ở xã Vũ Lạc, Vũ Lạc, Vũ Thư gì đấy. Còn ở thành phố gì thì mình không rõ là nó trực thuộc đơn vị nào. Mình không rõ là thuộc xã nào. À, xã Vũ Lạc nhỉ. Xã Vũ Lạc, huyện Vũ Thư hay là thuộc ở thành phố thì mình không biết. Đấy. Đây, cái máy các bạn đây. Máy này bạn cũng cuốn băng keo vào rồi. Đấy, đóng thì phải đóng như thế này. Nó trong quá trình vận chuyển nó ít bị hư hại cho cái máy của mình. Nó có một cái tool mới các bạn nhé. Nó có một cái tool mới là những cái máy nào ấy, những cái máy nào đang ở cái barcode màn hình ấy, thì có thể làm nhận SIM được. Thế nhưng mà cái đấy mình chưa nhận được cái máy nào nên mình chưa thử được. Khi nào có nhận được cái máy thì mình sẽ làm thử cho các bạn cùng xem. Đây là cái máy này. Cái máy này mình nhận được của bạn Tuấn này. Đoàn Tuấn. Mình nhìn sơ sơ đã dán tem niêm phong rồi các bạn nhá. Tí mình chỉ khoét cái lỗ này ra thôi. Đây này. Mình khoét lỗ này ra để mình làm chân sạc này. Đấy. Cái này chân sạc thì mình làm được nhá. Còn các bạn dán như thế này là ok rồi. Đấy. Cái chân sạc này các bạn nhá. Thì phải để cái lỗ chân sạc này cho mình. Chứ bypass mà không để lỗ chân sạc này là không làm được. Và cái máy này vẫn đang lên nguồn bình thường. Đấy. Chờ. Cái này tác động phím home này làm sao mà tác động được. Bạn dán cả phím home này thì không được nhé. Bạn Tuấn nhé.
nhìn cái phím home này, khi cái này là không bấm được cái này đấy, không mở được nhá, thì mình sẽ quét ra một cái phím home như này để mình bấm nữa nhá. Cái này mình có xé phím home nữa nhá, quay như này cho bạn xem nhá. Chứ không những cái ốc này các bạn đã dán ốc rồi thì ok. Đấy, những cái này thì ok, nhưng mà không có phím home thì không thể làm được, để test được máy nhé. Làm xong thì các bạn phải để cho mình test máy thì mình mới giao cho các bạn được, chứ mà để như thế này thì không ấy được. Vừa này, cái này là của bạn không bấm được phím home luôn này. Đấy, mình bóc ra như thế này cho bạn Toàn Tuấn xem luôn nhá. Đấy, bấm phím home không ăn này. Rồi cái này mình sẽ để mình kiểm tra nhá, và sẽ báo lại bạn Toàn Tuấn nhá. Đấy, bấm phím home không ăn này. Rồi, đây, còn tiếp tục là hộp của bạn Lông Thị Mai, quê Lạng Sơn. Rồi, xin lỗi các bạn nhé, vừa rồi mình có một khách ông vào, mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Đây là cái quả bạn Lông Thị Mai. Lông Thị Mai thì có gửi cho mình một cái máy. Đây là của bạn gửi cả tiền đây luôn các bạn này. Gửi cả 50.000 ở đây. Thì đây là con iPhone 6 Plus, có gửi thêm 50.000 để giả tiền mình luôn, giả tiền bãi bát luôn các bạn nhé. Mình xem còn cái gì nữa không. Ở đây không còn gì nữa rồi. Và khuyên các bạn thật, không nên bỏ tiền vào trong này nhé, không nên bỏ tiền vào trong hộp này. Đấy, để mình làm xong mình ship code mình lấy tiền sau cũng được. Đấy, máy vẫn lên nhé. Tí mình sẽ quay chi tiết từng cái máy một cho các bạn cùng xem. Nó ví dụ như cái này của bạn Đoàn Tuấn thì đang lỗi phím home không bấm được này, thì mình sẽ phải kiểm tra lại. Đấy, phím home này nó cũng lỏng này. Đấy, và tiếp tục một cái hộp nữa, một kiện hàng này, kiện hàng rất to mà không biết là máy gì. Vậy nên các bạn cứ yên tâm, nếu mà gửi về cho mình thì những cái này mình bypass xong mình sẽ gửi lại cho các bạn, gửi đúng địa chỉ là được. Đây là giao hàng tiết kiệm. Trong cái mùa dịch này nó giao hàng nó hơi chậm các bạn, nên là các bạn có giao hàng thì cũng cố gắng chờ một chút xíu, tại vì cái khâu vận chuyển nó không thể nhanh được như những ngày thường. Đây, đóng gói rất là chắc chắn, có hai cái lớp xốp này, hai lớp xốp ở trong này các bạn này.
Đây là cái máy đã gửi về cho mình một con iPad. Đây là con iPad Air các bạn. Model của nó là 1457 à 1475. Và nó đã bị lứt kính cường lực các bạn nha. Đây này, có vết lứt kính cường lực này. Tí nữa mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem nó lứt như thế nào. Để khi về các bạn tránh kiện cáo là bị lứt. Đây này, có vết lứt này. Đây. Và nó đang lên nguồn. Giờ mình sẽ chuyển máy, mình quay chi tiết cho các bạn cùng xem những cái máy này nhé. Đây là những cái máy các bạn gửi về nhé. Thì đây là cái máy của bạn Mai này. Bạn Mai ở Lạng Sơn. Cho nó hết pin. Đây. Khả năng cái này là bị bypass và cái phím home không nhấn được luôn nhé. Phím home không nhấn được. Màn này khả năng màn ép rồi các bạn ạ. Đây, có cái chỉ màn này. Ở trên này sẽ có bọt. Nó đã có bọt ở trên đấy rồi. Đấy. Và không nhấn được phím home nhé. Cái này của bạn... của bạn Đức Yên Bái này. Cái này thì ok này. Mình sẽ kết nối vào xem nó có iCloud không nhé. Mình nhận hôm nay là cái hai cái nó bị phím home. Và cái của bạn Đoàn Tuấn này cũng bị phím home luôn này. Vẫn đang có màn hình xin chào này. Và phím home không bấm được nhé này. Phím home không tác dụng. Và cái này nó hơi lỏng này. Nó hơi lỏng phím home. Mình nghĩ là do dán nhưng mà không phải. Và cái này mình đã cắt cái lỗ trên sạc lúc nãy rồi đấy. Và cái phím home này rồi. Để tí nữa mình sẽ test lại thử. Còn cái này của một bạn nữa là cái iPad Air. Và cái này nó đang bị lứt kính đây các bạn này. Đấy. Lứt kính đây nha. Chạy dọc sang đây. Thì bây giờ mình sẽ đưa sang mình bypass thử màn này coi nhá. Cây của bạn Mai thì đã gửi cho mình 50.000 tiền sửa chữa rồi. Và phím home này nó bị liệt nhá. Phím home bị liệt. Nếu mà kích được thì bạn Mai vui lòng. Cái này nếu mà không kích được ấy thì phải tháo ra để chuyển cái phím home sang để kích tạm lên đã. Chứ không thể kích được vào trong nhé. Rồi ok. Mình sẽ chuyển sang máy tính mình bypass những con này. Rồi ok, giờ mình sẽ direct và mình sẽ bypass cho cái iPad Air này các bạn nhé. Trước tiên là kiểm tra cái bản iOS của nó là 12.4.4. Thì bypass không cần phải bóc máy các bạn nhé. Đây. Bypass trực tiếp vào phần mềm luôn. Đấy, chờ cho nó direct lên đấy. Và cái cây này chưa kích hoạt được này. Còn cái cây này thì tí mình sẽ để mình báo lại bạn Mai xem cái phím home này nó không dùng được thì sẽ không bypass được các bạn nhé. Tại vì không vào được DFU và recovery.
Cây này không có phím home thì có thể dùng phím volume này, nhưng mà tí nó sẽ không kích hoạt vào được trong. Để tí mình sẽ thử xem có kích hoạt vào được trong không đấy nhá. Cái cây của bạn Tuấn này. Direct và bypass trên cái iPad Air này, tắt nguồn thoải mái các bạn nhé. Tại nó đang nằm ở cái bản 12.4.4. Trước mình cũng có bypass trên kênh của mình rồi, các bạn có thể xem lại cái video bypass cái iPad Air và cái iPad 3. Direct lại bằng bản khác. Sẽ direct lại cho nó lần nữa thử xem. Nói chung là đôi khi chạy cái này nó cũng hay bị lỗi các bạn. Thỉnh thoảng nó sẽ phát sinh lỗi, nên là phải làm đi làm lại 1-2 lần. Đấy, ok đấy. Nó đã report này rồi các bạn này. Đấy, nó đã report như này rồi các bạn nhé. Thì bypass lên thì nó cũng dễ thôi. Đấy, mở tun lên xong là bypass nó lên thôi. Sẽ tự kích hoạt vào các bạn nhé. Nó có cái tool đấy các bạn ạ. Bây giờ hiện tại các bạn nào đang có cái máy ấy, nó đang ở cái màn hình khóa passcode đấy, ở cái màn hình khóa passcode hoặc là báo mất, thì các bạn có thể giữ lại cái bản đấy để khi bypass ấy, nó sẽ có sóng các bạn nhé. Nó tool mới nên là khi mình chưa có cái máy nào để mình test, nên là khi mình có máy mình test xong thì mình sẽ báo các bạn sau.
Đấy. Cái máy iPad này đã được rồi các bạn nhé. Thì mình sẽ chuyển sang cái máy 6S Plus. Chuyển sang cái máy 6S Plus này thử máy bát bằng tool mới thử coi. Còn cái phím home này thì tí mình sẽ báo bạn Mai, nếu mà ok thì mình sẽ tháo máy, còn không thì mình sẽ gửi trả lại nhé. Tại vì nó lỗi home này không máy bát được. Nó bài bắt ok. À, nó dry break ok rồi thì mình chỉ cần bài bắt lại cho nó thôi. Tool này không chạy được rồi. Đấy, cái này cũng dính iCloud hắt đầu tiên các bạn. Các cái tool giờ nó hoàn thiện nhiều nhiều rồi, nên là khi có nhiều cái các bạn khi bypass lên thì các bạn từ từ cập nhật thông tin nhé. Đấy, cái 6S Plus này đã ok rồi nhé. Cái này là bạn ấy đã bypass rồi và đăng nhập thông tin vào máy rồi. Phím home vẫn ok. Ok, cái này tí nữa mình sẽ test chức năng sau nhé. Đấy, chức năng những cái camera hay là những cái ấy sau. Tại vì những cái này bạn đã niêm phong rồi thì camera mình không test nữa. Đấy. Bản thân mình không động chạm đến cái máy của bạn. Ok, mình sẽ rút ra, mình bỏ ra riêng bên nhé. Đây là cái máy iPhone 7. iPhone 7 của bạn Đoàn Tuấn Thái Bình. Mình sẽ kiểm tra xem nó đang ở bản 13.4 nhé các bạn nhé. 13.4 thì phải dùng tool trích ra 10.0 thì mới jailbreak được.
anh em nào ngại đi xa có thể ship máy trực tiếp sang cho mình nhé. Mình làm xong mình sẽ đóng hộp gửi trả các bạn đầy đủ. Các bạn nhớ niêm phong để tránh cái phím home với cái rắc cắm sạc các bạn nhé. Vẫn còn lên này, nhưng mà nó đang liệt phím home nên không thể kích vào xem có iCloud hay không. Cái phím home này nó cũng hơi lỏng lỏng các bạn, không biết là đã bị thay chưa. Và máy bạn lên phong mình phải liên hệ với bạn để kiểm tra lại. Đấy, bản thân bây giờ ra rec và bypass xong rồi cũng không vào được trong đây này các bạn này. Đấy, phím home nó không ăn nhé, nên là không thể kích vào trong được để kiểm tra. Đấy, các bạn dán rất kỹ này. Ngay đây là mình đã bypass và ra rec xong rồi nhưng không kích vào trong được thì mình sẽ để lại thôi. Và cái máy bạn Mai này tí mình sẽ liên hệ lại với bạn đấy. Nếu mà thay phím home thì mình sẽ thay và mình bypass cho bạn nhé. Bản thân cái này không vào được recovery bằng phím home. Và vào DFU nữa các bạn ạ. Đều cần đến phím home. Rồi mình sẽ test chức năng của hai cái máy kia. Mai sẽ đóng hàng gửi trả các bạn nhé. Cái iPad Air các bạn nhé. Vào bình thường nhé. Camera này. Đây. Camera trước. Và tắt nguồn là ok hết nhé. Đó. Riêng cái dòng iPad Air này tắt nguồn ok luôn các bạn nhé. Đấy, còn cái iPhone 6 Plus. Cái này bạn ấy đã bypass rồi nên mình chỉ bypass lại thôi và test lại cái chức năng cho các bạn nhé. Đấy, cắm trước này, cắm sau ok luôn nhé. Và thử cái loa luôn các bạn cùng xem. Đấy, bạn dán loa vào nên nghe hơi nhỏ. Rồi ok. Cái này mình sẽ để lại nhé. Để hỏi cái phím home và cái này cũng thế. Để lại hỏi lại phím home xem nó chắc. Cái của bạn Mai này, phím home khi bóc ra nó đã bị lỗi rồi nhé bạn Mai nhé. Rồi ok. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Khoa TV. Chúc các bạn thành công.